gì cũng buồn. Hai ba nhà ở đây này, hai ba nhà luôn, hai nhà, ba nhà luôn. Đây nè, hai nhà này. Đó, nhà thứ hai, bên này là nhà thứ ba này. Bên này nhà thứ tư này. Trời ơi. Bên này nhà thứ năm luôn nè. Quá trời luôn. Rồi đây bên tay trái của em này, sát bên này. Sát bên này. Rồi ở đây nữa này. Quét nhiều lắm cho nên bây giờ này anh chị thấy không, buồn ơi là buồn. Trời ơi, chịu, trời chiều và chịu, cũng lâu rồi em mới đi chợ chiều đây. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Em xin chúc cô bác anh chị và các bạn một buổi chiều Sài Gòn bình an và thật là nhiều sức khỏe. Bây giờ là 15 giờ 30 phút chiều ngày 24 tháng 11 năm 2021 thưa anh chị. Chiều hôm nay thì em xin phép được mời cô bác anh chị lại tiếp tục lang thang ngắm hình ảnh cảnh vật phố xá Sài Gòn trong cái buổi chiều ngày hôm nay, ngày 24 tháng 11. Và chúng ta chỉ còn một tháng nữa là tới Noel và còn có 6 ngày nữa là chúng ta kết thúc tháng 11 thưa anh chị. Trước khi mời cô bác anh chị đi lang thang cùng với em thì em xin cập nhật cái vị trí sơ sơ ngay vị trí này. Ở đây bên phải em là bệnh viện Ung Bướu thưa anh chị, và em đang đứng trên con đường Nơ Trang Long ngày hôm nay, năm xưa có tên là Nguyễn Văn Học. Phía sau lưng chúng ta đi về cầu Bình Lợi, đi qua ngã năm Bình Hòa, ngã tư Bình Hòa. Còn phía trước đây thì chúng ta sẽ chạy về ngã ba và đường Nơ Trang Long và Phan Đăng Lưu. Năm xưa con đường Phan Đăng Lưu có tên là Chi Lăng, và ở đó thì cũng có bệnh viện Nhân dân Gia Định thưa anh chị. Ngày xưa đó là bệnh viện Nguyễn Văn Học đó. Ở đây ngày hôm nay có cái cầu vượt, và ngay vị trí này trước dịch thì hay diễn ra những cái buổi phát cơm từ thiện lắm, nhưng mà từ sau dịch, từ sau phong tỏa cho tới bây giờ thì cũng ít, và người ta cũng thường phát vào buổi trưa. Anh chị có thể thấy trước bệnh viện ngày hôm nay cũng không có quá đông như ngày trước này. Đó, bây giờ người ta ngại đi bệnh viện lắm anh chị, hơn nữa là các tỉnh ngày hôm nay là đang bùng phát dịch nhiều, cho nên là cái việc ra vào các tỉnh cũng như ra vào Sài Gòn mình nó khó khăn hơn, cho nên là vắng vẻ hơn. Rồi, em mời cô bác anh chị chiều hôm nay chúng ta chạy về chợ Bà Triệu một chút xíu, với cái lời nhắn ghé vài về một hai con hẻm ở trên khu vực đường Bùi Hữu Nghĩa, chợ Bà Triệu. Cho nên là nhân tiện cũng mời cô bác anh chị cùng với em chúng ta đi ngắm cảnh chợ Bà Triệu vào buổi chiều. Bây giờ là 3 giờ rưỡi chiều rồi. Em mời cô bác anh chị bắt đầu cùng lăn bánh với em, cũng như chúng ta cùng cập nhật sơ qua một vài cái thông tin. Bệnh viện Ung Bướu. Thì những ngày gần đây, cái số ca dương tính và số ca tử vong của riêng Sài Gòn mình đó, thì có cái dấu hiệu tăng đó anh chị. Như anh chị theo dõi thì cũng biết. Em bỏ qua một xíu cái số ca dương tính, nhưng mà còn cái số ca tử vong thì hôm qua chúng ta có một cái số lượng khá là cao ha, 62 ca tử vong thưa anh chị. Và những ngày gần đây là đều là từ 40, 50 lên 60 rồi. Anh chị thấy là cái số ca tử vong tăng thì có nghĩa là cái số mà trở nặng khi mà dương tính là nó đang tăng cao thưa anh chị. Cho nên là Sài Gòn mình ngày hôm nay là họp cận để mà chúng ta có những cái kế sách sắp tới chuẩn bị cho cái nguy cơ có thể bùng phát dịch đợt năm. Và đối với các cái tỉnh thành phía Nam mình thì ngày hôm nay mỗi tỉnh thì cũng đang còn rối bời vì số ca nhiễm mỗi ngày mỗi tăng như vậy. Ở vị trí này thì chắc là em mời cô bác anh chị chúng ta quẹo trái chứ, trên con đường Trần Văn Kỷ. Em tính đi thẳng ra ngã ba đường Phan Đăng Lưu và Nơ Trang Long, nhưng mà thôi, con đường Trần Văn Kỷ này em ít khi đi nè, mời anh chị chúng ta quẹo qua. Ngày xưa nó có tên là Đỗ Thành Nhân, mà tên đọc đúng là Đỗ Thành Nhơn anh chị. Không biết là cái đoạn đường ngắn này có gợi nhớ đến cô bác anh chị những cái hình ảnh nào hay không, những cái kỷ niệm nào hay không. Trên con đường này, một con đường khá là nhỏ nhưng mà ban ngày thì có cái chợ ha. Chợ cũng nhộn nhịp lắm anh chị, nó là chợ tự phát thôi, nhưng có thể ngày hôm nay thì bị dẹp hết rồi. Con đường Trần Văn Kỷ này thì nối qua bên đường Lê Quang Định thưa anh chị, để chúng ta chạy về chợ Bà Triệu đó.
hoa Lê Quang Đỉnh. Ngoài cái việc mà Sài Gòn mình họp khẩn các cái bệnh viện mà tuyến đầu chống dịch đó, rồi chúng ta cũng bắt đầu là chi viện cho những cái khu bệnh viện dã chiến, thưa anh chị đó. Chi viện cho bệnh viện dã chiến. Rồi bên cạnh đó thì tối hôm qua ở Sài Gòn mình còn ra cái thông báo khẩn là bây giờ chúng ta quay trở lại, chúng ta khai báo di biến động dân cư, thưa anh chị. Em vừa mới đọc cái thông tin ở trên báo Thanh Niên, trên báo Tuổi Trẻ sáng ngày hôm nay, di biến động dân cư, chúng ta lại khai báo kiểm soát người ra vào ở cái vùng có nguy cơ. Tuy nhiên thì chắc là cũng không đến nỗi chúng ta công an chốt chặn dọc đường để khai báo như ngày xưa đâu anh chị. Có thể là ở những cái khu vực mà có nguy cơ cao, hoặc là những cái vùng mà liên tỉnh đó, đi qua đi lại giữa các tỉnh đó, thì có thể là chúng ta khai báo di biến động dân cư. Đó, nói rõ ràng, nói dễ hiểu hơn là cái gọi là di chuyển nội địa đó anh chị. Bây giờ di biến động dân cư thì nghe nhiều khi nó khó hiểu quá. Rồi, em đang chạy ra ngay cái vị trí của con đường Lê Quang Định và con đường Trần Văn Kỷ, thưa anh chị, phường 14 quận Bình Thạnh, ngày xưa là Đỗ Thành Nhân. Và chúng ta chạy ra phía ngã tư này thì bên kia đó là con đường Huỳnh Đình 2, mà năm xưa có tên là Nguyễn Văn Thành. Chúng ta đi về khu vực Bùi Đình Túy đó. Em chạy một tí trên con đường Trần Văn Kỷ và hy vọng anh chị có thể nhìn nhớ về một vài tuyến đường xưa ở đây. Bên kia là đường Huỳnh Đình 2. Huỳnh Đình 2. Còn ngay cái ngã tư này bên trái con đường Lê Quang Định thì anh chị đi về ngã tư Bình Hòa, đi về ngã tư Sóng Gà ha. Bên phải chúng ta quẹo ra ở chợ Bà Chiểu, thưa anh chị. Nhìn thấy cái số ca tử vong tăng rất là lo anh chị. Và mấy hôm nay Sài Gòn mình trên dưới 1.000 ca, như hôm qua cũng 1.200, hơn 1.200. Còn hôm qua Bình Dương mới vui anh chị. Bình Dương hôm qua coi như là cộng thêm hơn 28.000 ca vô một phát, số ca nhiễm cả nước nhảy vọt, hú hồn luôn. Bên phải của em ở đây là trường Nguyễn Đình Chiểu ngày hôm nay anh chị, và nó là trường Nam Tịnh Lỵ với lại Hồ Ngọc Cận ngày xưa, hai ngôi trường sát bên nhau. Đối vàng vàng của em đây, nhắc lại để anh chị hình dung và nhớ về những cái kỷ niệm năm xưa thôi. Và bên trái em đối diện với trường thì có cái khu cư xá nhỏ nhỏ đó, khu nhà giống như chung cư đó. Ở dưới ngày hôm nay thường người ta hay bán đồ điện, máy quạt, rồi đèn led, đèn dây rồi lung tung anh chị. Phía trước mặt phía trước camera cô bác anh chị đang thấy đó là chúng ta đi về chợ Bà Chiểu ha. Chợ Bà Chiểu. Rồi mời cô bác anh chị cùng cập nhật với em tình hình chợ Bà Chiểu vào chiều hôm nay. Một vài cái hình ảnh. Hôm nay thì có lẽ trời không mưa. Con đường phía trước đây thì bên phải là con đường Phan Đăng Lưu, năm xưa là Chi Lăng. Còn bên trái là con đường Bạch Đằng. Đường Bạch Đằng đi ra hàng xanh anh chị. Và cái con đường Bạch Đằng ngày xưa nữa đó, nó cũng có một thời gian nó có tên là đường Hàng Xanh. Đấy, phía trước chợ Bà Chiểu. Rồi, em mời anh chị chúng ta quẹo bên mé tay phải. Chúng ta đi về con đường Lê Văn Duyệt đi. Rồi em chạy vào con đường Vũ Tùng, nằm bên hông chợ phía Lăng Ông đó. Ngoài cái việc mà mỗi ngày chúng ta thấy số ca tử vong và số ca nhiễm nó cũng có xu hướng tăng, thì còn lại các cái hoạt động của bà con mình là coi như cũng khá là bình thường rồi anh chị. Tối thì ăn nhậu tẹt ga luôn. Còn ngày thì các cái hoạt động đi làm, hôm nay thì duy chỉ có những cái quán karaoke, massage, beer club đồ gì là chưa hoạt động thôi, còn lại là xe ôm Grab đồ này kia cũng hoạt động hết trơn rồi. Bên phải em ở đây là dinh tỉnh trưởng ha, trước đó nữa là tòa bố gia đình đó anh chị, ngày nay đó là tòa ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh. Và em
xin được quẹo bên mé tay trái. Xin được quẹo mé tay trái. Chúng ta đi về con đường Lê Văn Duyệt đây. Ở đây là trường Trương Công Định nè anh chị, ngôi trường mới mới nè. Phía sau trường Trương Công Định này là khu vực cư xá, khu vực cư xá Phan Đăng Lưu đó, cư xá Phan Đăng Lưu ngày hôm nay đó. Bên trái của em thì đúng rồi là khu vực Lăng Ông. Hướng này thì em đang chạy về cầu Bông thưa anh chị, qua vùng đất Tân Định. Ở đây một loạt những cái nhà cũ cũ bên mé tay phải của em ha, nhiều khu vực lắm. Đây trong có nuôi gà đâu anh chị, công ty cổ phần Văn Phú Bắc Ái. Một vài cái hình ảnh cũ ở đây mời anh chị cùng nhìn qua, nhìn sơ qua. Trời thì cũng đang hơi tối, chó nè, chim nè người ta bán ở đây đó anh chị. Rồi bên trái của em là con đường Vũ Tùng. Bây giờ em mời anh chị chạy về. Năm xưa thì nó có tên là Châu Văn Tiếp và Phan Đình Phùng, nối liền với nhau. Chợ chiều ngày hôm nay không biết như thế nào. Lúc trước thì rất là đông thưa anh chị, đông lắm. Nói chung là ở khu vực chợ Bà Chiểu này buổi chiều là cực kỳ đông luôn, cực kỳ đông. Nhưng mà ngày hôm nay sau khi phong tỏa và dẹp các cái chợ tự phát đi thì anh chị cũng hình dung được có lẽ là nó không có còn nhộn nhịp như ngày trước đâu. Lúc trước là nó sẽ nhộn nhịp ra tới ngoài này. Bên phải em là con đường Phó Đức Chính. Bên trái là khu vực con đường Trịnh Hoài Đức đi ra lại đường Phan Đăng Lưu phía trước chợ. Chợ bây giờ không còn những cái cảnh kẹt xe bán hai bên vỉa hè như lúc xưa nữa anh chị. Có lẽ là trật tự người ta cũng đi quét nhiều lắm á. Quét nhiều lắm cho nên bây giờ này anh chị thấy không? Buồn ơi là buồn. Chợ Bà Chiểu, chợ chiều Bà Chiểu. Cũng lâu rồi em mới đi chợ chiều đây. Bên trái em là rạp Huỳnh Long. Ngày hôm nay thì người ta không còn giữ xe đi chợ nữa mà bán rau củ luôn. Lúc trước thì giữ xe anh chị, nhưng mà ngày hôm nay thì ở ngoài đường không được bán nữa. Ế quá rồi, đi vào trong bán luôn. Khu chợ thì ngày hôm nay nó không có còn những cái hình ảnh ý ai ý ơi, rồi kẹt xe, bíp còi hết rồi, mất tiêu cái cảnh này rồi. Cũng thông thoáng như vậy thì cũng không có lo nhiễm virus đồ nhiều anh chị. Lúc trước mà cái tình hình đông nghẹt kẹt xe thì thôi chứ. Súp cua, hột vịt Bắc Thảo. Đó, ngày hôm nay thì người ta rào chắn những cái đồ ở đây, những cái lưới B40, thép, sắt hộp đồ rào chắn lại hết. Đây ngã tư đường Bùi Hữu Nghĩa và đường Vũ Tùng thưa anh chị. Đi thẳng thì chúng ta đi về xóm Lò Heo, cũng như là đối diện anh chị thấy có tiệm vàng Mi Hồng đó. Vàng ngày hôm nay lên 60, cao ơi là cao, 60 triệu một lượng anh chị. Em quẹo trái một chút xíu trên con đường Bùi Hữu Nghĩa nha, đi hướng về con đường Phan Đăng Lưu. Đó, con đường này ngày hôm nay nó cũng không còn những cái hình ảnh mà chen chúc kẹt xe như lúc trước nữa. Xe cứu thương hữu hữu chạy tùm lum. Thôi năm nay thì Tết năm nay có lẽ là khu chợ này cũng thất thu lắm đây. Cũng chưa biết được anh chị. Nhiều khi bây giờ đang im im và giết Tết bung cái rùm ra, đông nghẹt.
Đó, con đường này ngày hôm nay thì nó không có còn lợm chợm ổ gà ổ voi nữa, được trắng giữa sạch sẽ và thông thoáng. Bán như thế này thôi nhưng mà người ta cũng canh công an dữ lắm á, chứ có công an nhiều khi họ cũng rượt cho chạy không kịp á. Đó, cảnh sát giao thông đây, người ta đang phạt đây. Đó, công an đang bắt luôn. Quần liên tục và anh chị, quần liên tục thì ở đây không ai dám mà bán bậy bạ đâu. Rồi em quẹo một tí bên tay trái này, phía trước chợ Bà Triệu bắn hoa quá trời nhỉ. Trật tự đô thị ha. Đây, trường Nguyễn Đình Chiểu ngày hôm nay đó anh chị, khu vực trường Nam Tịnh Lỵ và Hồ Ngọc Cẩn ngày xưa. Còn cái dãy nhà ở phía trước chợ đây đó. Chuyên bán đồ ha, áo sơ mi, quần tây. Ở đây trước chợ thì bán hoa quá trời luôn. Hoa. Còn bên trái của em đây có cái ngân hàng Aribank đó. Ở trên một cái kiến trúc nhà rất là cũ đó anh chị thấy không. Hoa, bán hoa lại như ngày xưa. Chợ Bà Triệu không có còn đông như ngày xưa nữa anh chị. Rồi em đi cái khu vực bán trái cây, rồi đồ ăn của khu vực chợ Bà Triệu. Rồi xe hàng. Đồ khô, me để bánh mứt rồi ở đây đó. Nói chung là ít người mua anh chị ha, chiều chiều. Trong này thấy bưởi bán quá trời anh chị, bưởi trái nào trái nấy to và đẹp. Em ghé khu vực chợ một tí vậy, em chạy ra cái con hẻm bên đường Bùi Hữu Nghĩa anh chị, 282. Và cũng ghé ra phía sau một tí ngay chỗ nhà thờ gia đình xem ngày hôm nay có Noel gì chưa. Ở cái khúc này thì chỗ buổi bán buổi sáng thôi, khúc này là chỉ bán buổi sáng thôi, buổi chiều thì đồ ăn dẹp hết rồi. Ở trong chợ thì bây giờ vắng hoe luôn á anh chị, không có bao nhiêu người ở trong chợ cả. Rồi em quẹo trái. Rồi ở đây thì con đường Bùi Hữu Nghĩa ha, phía trước em quẹo phải qua Bùi Hữu Nghĩa. Này, cái này là đi lên cầu sắt Bùi Hữu Nghĩa đây anh chị. Lúc trước thì bên phải em ở đây nguyên cái mé này là bán cá, bán hải sản rồi thịt đều tùm lum hết á. Bây giờ không có còn nữa luôn. À, 282 Bùi Hữu Nghĩa nằm sát bên nhà thờ gia đình đó anh chị. Nè, bên trái em nè, trái em đây là con hẻm 282 này, với ngôi trường này là ngôi trường Thánh Mẫu ngày xưa đó. Bây giờ hình như đó là trường Lam Sơn, nhà thờ gia đình cũng chưa có gì. Một vài cái xe người ta bán đồ, bán rong, bán tự phát, bán xe bán ở đây. Áo sơ mi. Rồi em xin quẹo bên mé tay trái ngay chỗ này, cái quẹo về để ngược lại nhà thờ gia đình xem sao. Vô đây thì chúng ta vào cái xóm rạch Cầu Bông thưa anh chị.
điều tra 9 số, căn cứ công dân 12 số. Đây, trường Lam Sơn cũng như là nhà thờ Gia Định. Để kiểm tra, đối chiếu, cập nhật khi cần thiết. Đối với công chưa có làm hang đá gì cả anh chị. Ngày hôm nay gần Noel rồi nhưng mà thấy cảnh nó điều hiu quá. Rồi em quẹo vào con hẻm 282 và đi qua 146. 282 Bùi Hữu Nghĩa, còn 146 đường Vũ Tùng thưa anh chị. Đây, 282 Bùi Hữu Nghĩa. Không biết là sắp tới có khai báo di biến động dân cư nữa hay không. Bây giờ tình hình thấy càng về cuối năm ca dịch nó lại càng có cái nguy cơ bùng phát đó anh chị. Nếu mà ta không cẩn thận thì mệt lắm, mất Tết luôn. Năm nay có nguy cơ là mất Tết luôn. Không biết là Tết năm nay rồi đi về quê có bị bắt cách ly hay không. Trời ơi, hẻm chợ Bà Triệu có nhà người cách ly quá trời luôn á. Nhiều quá anh chị. Cách ly tại nhà đó anh chị, chúng ta có khoảng 57 tới 59 ngàn người hiện tại đang cách ly tại nhà. Ê anh chị, số cách ly tại nhà rất là nhiều đó. Lưu ý người có người theo dõi cách ly tại nhà. Ui dồi ôi, con hẻm chợ Bà Triệu này quá trời luôn. Em đi lại cái cho anh chị xem này. Ồ, nguyên có một đoạn 282 này mà quá trời người cách ly tại nhà luôn. Đây anh chị, đây bên tay phải của em ở đây. Ồ, anh chị thấy không, vui lòng không tiếp xúc gần chủ trà. Quá trời luôn. Rồi đây bên tay trái của em này, sát bên này. Sát bên này không này đó. Rồi ở đây nữa này, đây nè anh chị ha. Đó, đây này đó, nguyên một hẻm luôn. Rồi tiếp tục ở đây nữa này, trời ơi. Đây này, người ta cắt dây ta này này. Đây, có người này, cắt dây ra. Đây nữa này, bên phải em này. Không, gia đình đang có F0 theo dõi đó. Chu cha. Quá trời luôn anh chị. Ôi. Có một đoạn ngắn ngắn mà em thấy quá trời người cách ly tại nhà luôn. Rồi em quay ngược lại đây, chạy đi về con hẻm 146, từ con hẻm 282 này em chạy ra con hẻm 146, con đường 146 đường Vũ Tùng thưa anh chị. 146 đường Vũ Tùng, theo như lời chia sẻ của một bác khán giả có nhờ em đi đó, con hẻm này nó thông với nhau đó. Quá trời luôn này, trời ơi, cách ly không được tiếp xúc gần. Hẻm chợ Bà Triệu đây quá nhiều, vô hẻm thấy nhiều lắm anh chị. Ngoài mặt tiền thì còn đỡ, vô hẻm nhiều lắm. Ui ui, đây nữa anh chị này. Đây gia đình có người cách ly. Ở đây đi con hẻm nào nha. Phải đi hẻm này không?
ra con hẻm 146 đường Vũ Tùng. 146 đường Vũ Tùng. Không phải hẻm này. Ồ, nhưng mà cũng có người cách ly. Trời ơi anh chị, ghê quá vậy. Thật sự là rất nhiều luôn anh chị. Nhiều lắm nha. Xung quanh chợ Bà Triệu hết hồn. Rồi em mời anh chị chúng ta đi con hẻm 282 này tiếp. Hôm nay tình cờ về cái khu vực xóm hẻm chợ Bà Triệu này mới hết hồn luôn anh chị. Cách ly F0 tại nhà quá trời nhiều. Và nó có những cái đoạn mà coi như liên tục những cái nhà gần nhau bị giăng dây đó. Đây là qua con hẻm 146 đường Vũ Tùng rồi anh chị. Chạy ra con đường Vũ Tùng. Đây nữa nè anh chị. Ô trời ơi, hai nhà sát nhau luôn nè. Quá wow, hết hồn thiệt. Con hẻm toàn là nhà F0 cách ly không. Bên phải em nữa nè. Nãy giờ em đếm không dưới 10 căn nhà cách ly y tế ở đây thưa anh chị. F0 quá trời nhiều. Đây là anh chị thấy là em cập nhật một vài cái hình ảnh như vậy để chúng ta thấy là ngày hôm nay á, cái tình hình mà dịch bệnh á, và còn rất là phức tạp ở Sài Gòn thưa anh chị. Chắc ở đây là em quẹo bên tay trái quá. Tay trái thì ra con đường Vũ Tùng. Chắc vậy. Đây có bán đồ ăn nữa ha. Đó, dịch bệnh ở Sài Gòn còn rất là phức tạp anh chị. Nên là chúng ta cũng không nên chủ quan quá ha. Ôi trời ơi, quá trời luôn. Cứ chạy một đoạn là thấy một căn, hai căn nó dính chùm nhau á. Tình hình thì đang có cái nguy cơ bùng phát như vậy đó. Đó, nhưng mà tới tối thì anh chị thấy là quán ăn, quán nhậu đồ y sa đông hết ha. Em từ khi mở cửa cho tới bây giờ là chưa có đi cà phê, cà pháo, ăn uống gì cả luôn á anh chị. Đây, con đường Vũ Tùng hướng đi về khu vực Bùi Hữu Nghĩa. Bây giờ 4 giờ ha, trời bắt đầu có mây, thấy mù mịt quá. Ngay bên phải là đường Phan Chu Trinh thưa anh chị. Ở dọc dọc đây thì nhiều cái quán ăn. Không, ra ngoài mặt tiền thì chúng ta thấy ít, nhưng mà vô trong xóm hẻm thì nó rất là nhiều nhà luôn anh chị. Nhiều nhà bị F0 cách ly. Cho nên ngày hôm nay ở trong các cái khu xóm hẻm rất là nguy hiểm. Cái không gian nó không có, tiếp xúc gần với nhau nhiều, rất dễ bùng phát dịch. Đặc biệt là các cái khu xóm trọ đời này kia thì rất là mệt mỏi luôn. Đây con đường Phan Bội Châu. Nó quẹo phải thì chúng ta đi ra con đường Bạch Đằng thưa anh chị. Ở bên trái em có nữa nè. Trời ơi, dọc dọc đây nhiều quá luôn anh chị. Bây giờ thì người ta dán cái bảng như vậy đó. Dán cái bảng rồi giăng cái dây ngang cửa nhà. Thì em cũng xin tâm sự với cô bác anh chị một tí. Cái này là em cập nhật tình hình thôi. Đây đồ ăn quá trời luôn. Còn đây là con đường Võ Trường Toản anh chị. Bên phải chúng ta cũng ra con đường Bạch Đằng. Em cũng chỉ có ý muốn cập nhật tình hình gửi đến anh chị thôi. Chứ còn mà mình không có phải là mình cố tình để mình quay những cái căn nhà như vậy anh chị. Thì cũng mong cô bác anh chị thông cảm. Em cập nhật sơ cái tình hình khu vực chợ Bà Triệu này. Thì những cái hình ảnh đó thì nó phần nào cho chúng ta biết là cái dịch bệnh nó cũng đang còn rất là phức tạp. Để mà chúng ta cẩn thận hơn đó anh chị. Đây, ngã tư Bùi Hữu Nghĩa và con đường Vũ Tùng. Ngày hôm nay thì anh chị thấy chợ Bà Triệu nó không còn những cái hình ảnh nhộn nhịp như ngày xưa. Không còn những cái hình ảnh chen lấn kẹt xe như ngày xưa nữa anh chị. Đây thịt bò đó. Và bây giờ thì chúng ta phải thích ứng dần với cái cuộc sống như vậy. Hàng quán không còn được buôn bán đông đen như lúc trước nữa. Nó có nguy cơ lây bệnh cao. Cái gì nó cũng có hai mặt thưa anh chị.
đường xá thông thoáng, xe cộ qua lại rất là dễ. Nhưng mà bên cạnh đó thì có một cái là thấy coi như là bà con mình trước mắt là cũng thất thu nhiều nè. Cái thứ hai thì nó cũng mất đi hết những cái hình ảnh gọi là cái đặc sản của Sài Gòn. Chiều chiều các chợ rất là đông, cũng hơi thấy cũng buồn buồn anh chị. Bồ bán nha chè ha. Và cái xe này là cái xe bên trật tự đô thị ha, người ta sẽ đi quét liên tục và dẹp liên tục, cho nên chợ anh chị thấy vắng lắm. Chứ còn mà nếu mà không quét liên tục thì bà con mình lại tiếp tục bung hàng ra ngoài bán thôi. Đó là cái cuộc sống của họ luôn rồi, gắn liền rồi. Một vài hình ảnh khu vực chợ Bà Triệu chiều hôm nay như vậy. Bây giờ em mời anh chị chúng ta chạy ra phía trước. Đây là con đường Bạch Đằng ha. Em sẽ quẹo bên mé tay phải thì chúng ta đi hướng về hàng xanh, ngã tư hàng xanh một chút xíu anh chị. Trời thì cũng đang sớm lắm, 4 giờ thôi nhưng mà tối thui rồi. Đó, chỗ này bây giờ thông thoáng quá trời luôn. Đi thẳng thì chúng ta qua Lê Quang Định và chúng ta về ngã tư Xóm Gà. Đây, đường Bạch Đằng hướng đi về ngã tư Hàng Xanh. Và bên mé tay phải em ở đây thì chúng ta lại đi ngang khu vực rạp Cao Đồng Hưng. Đó, hay là cô bác anh chị khu vực này ngày xưa hay gọi là cạo đầu heo. Tại vì nó sát bên xóm lò heo luôn anh chị. Ngày hôm nay rạp Cao Đồng Hưng cũng bỏ trống đây. Lúc trước có một thời gian là nhà sách Pahasa Bạch Đằng. Đây là con đường Võ Trường Toản đây anh chị. Quẹo vào phía sau là con đường Vũ Tùng. Con đường Bạch Đằng này thì cũng quá quen thuộc với anh chị rồi. Bên trái ngã tư ở đây là con đường Phan Bội Châu, chúng ta qua đường Huỳnh Định 2 đó. Một buổi chiều đi về xóm hẻm chợ Bà Chiểu và bất ngờ nhìn thấy cái cảnh giăng dây quá trời luôn. Đây là tòa án nhân dân quận Bình Thạnh bên mái tay phải của em ha. Nhiều nhà đóng cửa, sập tiệm, phá sản luôn anh chị. Quá trời luôn. Rồi em dừng ngay ngã tư con đường Phan Chu Trinh và con đường Bạch Đằng. Trời trời tối thui luôn anh chị. Mấy ngày hôm nay thì Sài Gòn mình cái không khí nó ô nhiễm, gọi là cái bụi mịn đó anh chị, nó cứ bay là tà đều ở dưới mặt đất á, hít vào chắc là bệnh luôn á. Ngày hôm nay ghê quá, ngập lụt, Covid, không khí thì ô nhiễm. Tối hôm qua thì bên quận 12, phường Thạnh Xuân, đường Tôn Ngọc Vân cháy nguyên cái kho làm nệm, làm mút gì đó anh chị. Trời ơi, mà người dân ở xung quanh đó người ta phải đi ra khách sạn, nhà trọ ta thuê nhà ta ở luôn, tại vì cháy rất là lớn. Tôn Ngọc Vân, quận 12. Ở ngay chỗ cái cầu Bến Phân, nhà thờ Tự Đình đó anh chị, chạy qua Tôn Ngọc Vân đi qua xa lộ Đại Hàng đó, khúc đó đó. Dịch bệnh chưa qua đi hết được, tai họa nhiều, cái tai họa nó ập tới. Xe cứu thương chạy tiếp. Ở đây thì bán chủ yếu là đồ xây dựng là nhiều anh chị, nội ngoại thất, bàn ghế giường tủ gạch men sơn, rồi các cái loại giấy nhám, rồi dung môi pha chống thấm rồi đó. Ở đây bàn ghế giường tủ, ngày hôm nay cái gì nó cũng lên cả anh chị, vật liệu xây dựng đồ nó lên cũng hú hồn luôn, lên xám hồn luôn anh chị. Xăng lên mà
vận chuyển tiền, vận chuyển đồ nó lên cao, là giá vật liệu cũng lên cao luôn. Ngày hôm nay ai mà xây nhà làm đường hơi bị khổ. Đây, ở đây cũng có người cách ly y tế đồ nè, có F0 cách ly y tế ở đây, người ta không có giăng dây. Mặt tiền thì anh chị thấy ít ít, vô hẻm thấy quá trời luôn. Trời ơi, bầu trời tối thui luôn ha. Không biết là tí xíu nữa có mưa hay không đây. Hôm nay thì em có công việc buổi sáng đi làm, chiều hôm nay mới về, mới tranh thủ ghé cập nhật vài cái hình ảnh ở đây gửi đến anh chị. Lâu lâu chúng ta lại quay về khu vực chợ Bà Chiểu. Và thật sự em ngày xưa em ở gần đây, ở ngay đường Bình Định 2 đó, cho nên là khu vực này em cũng rất là thân quen và nhiều cái kỷ niệm lắm anh chị. Mấy năm trời vậy chứ. Năm nay thì có vẻ cái gì cũng buồn. Hai ba nhà ở đây nè, hai ba nhà luôn, hai nhà, ba nhà luôn. Đây nè, hai nhà nè. Đó, nhà thứ hai, bên này là nhà thứ ba nè. Bên này nhà thứ tư nè. Trời ơi. Bên này nhà thứ năm luôn nè. Trời ơi. Quá trời luôn một dãy. Đó. Vẫn là những cái thông tin như cũ, em xin nhắn gửi đến cô bác anh chị. Ngày hôm nay dịch bệnh vẫn còn tràn lan luôn thưa anh chị. Những cái nước ở châu Âu ngày hôm nay người ta cũng bùng phát dịch, châu Âu, châu Mỹ bùng phát dịch, nhưng mà ở nước ngoài thì cũng khác anh chị, người ta cũng chích ngừa thuốc thì toàn là thuốc xịn không à, được hỗ trợ này kia rất nhiều. Tuy nhiên ở Việt Nam mình thì nó lại khác đi một tí đó. Một vài cái điểm mà em muốn thông tin đến anh chị như vậy, cho nên là cái việc mà bùng phát dịch trở lại á rất là lo, chứ không giống như những cái nước khác anh chị. Chúng ta phong tỏa cách ly 4 tháng trời, anh chị thấy không, đấm đuối tất cả các ngành nghề. Bên trái em ở đây có giáo sư mặt hàng xanh, đấm đuối tất cả các ngành nghề, đuối lắm rồi, thật sự đuối lắm rồi chúng ta mới mở phong tỏa ra đó. Chứ lúc đó là em thấy dịch, số ca nhiễm và cho tới hiện nay lây lan trong cộng đồng rất là nhiều, chứ không phải là nó đã hết rồi đâu anh chị, bớt rồi đâu. Chẳng qua chúng ta không có xét nghiệm như ngày xưa nữa thôi, chúng ta thay đổi chiến lược, thành ra số ca nó cứ dừng 1.000 đó, ngàn mấy. Chứ thật sự nếu như mà bây giờ em nghĩ mà xét nghiệm hết thì thôi rồi luôn rồi, mệt lắm á. Trời có lẽ là chuẩn bị mưa. Nếp 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 vào đây một tí để cho mấy người người ta muốn quẹo bên phía tay phải á, là đi. Ở đây là con đường Đinh Bộ Lệnh, Đinh em coi nè, hình như là đúng nè, Đinh Bộ Lệnh đó anh chị. Bên trái là chúng ta chạy từ bến xe miền Đông về đó. Từ bến xe miền Đông về. Bên phải thì anh chị quẹo qua đường Điện Biên Phủ ngày hôm nay nha. Phía trước đây là vào, chúng ta đi tới khu vực Hàng Xanh rồi anh chị. Một vài cái hình ảnh về chợ Bà Chiểu, cũng như là có một vài điều bất ngờ nhẹ. Số ca F0 cách ly tại nhà ở chợ Bà Chiểu quá nhiều luôn anh chị, rất nhiều. Em đi chỉ có một con hẻm, vài con hẻm thôi mà thấy nhìn không ra luôn, nhận không ra luôn. Cho nên là hy vọng là sắp tới chúng ta có nhiều cái biện pháp để chúng ta chuẩn bị cho cái việc mà nguy cơ tái bùng phát dịch. Cái thứ hai nữa là em cũng hy vọng cô bác anh chị chúng ta phải cẩn thận hơn ha, chúng ta cẩn thận hơn thật sự. Nếu không cần thiết thì không đi ra ngoài vui chơi nhiều đó. Tới đây thì em xin được tạm dừng các clip
À, bên phải là chúng ta đi ra ngã tư Hàng Xanh về Thị Nghè, bên trái thì chúng ta về bến xe miền Đông. À, chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày bình an, nhiều sức khỏe. Và em xin tạm dừng clip ở đây, hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau. Bye bye. Về đây là lại thấy cháo trắng Hàng Xanh. Đây, ngã tư Hàng Xanh đây anh chị. Chào bà con, cô bác.